Xin chào các bạn, có thể nói những thứ mang lại trải nghiệm tốt nhất cho chúng ta đó chính là nghe và nhìn khi mà các nhà sản xuất đang chạy đua để mang đến những sản phẩm mới nhất, những công nghệ đỉnh cao nhất để có thể cạnh tranh với nhau. Và tất nhiên, người được hưởng lợi là chính chúng ta, những khách hàng. Tuy nhiên, có những người giống như mình không cần chạy theo những công nghệ mới nhất mà chỉ muốn những sản phẩm có thiết kế tối giản nhất nhưng mang lại chất lượng âm thanh với sự vượt trội. Với những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng như là Sony, JBL, Harman Kardon thì vẫn còn một ông lớn trong ngành sản xuất các thiết bị nghe và nhìn, đó chính là Bose. Và hôm nay mình có ở đây chiếc loa Bose Home Speaker 500, một sản phẩm cực kỳ chất lượng với phong cách hiện đại cũng như là mang đầy đủ các công nghệ của Bose. Vậy thì hãy cùng mình đánh giá em nó ngay nhé. Audio Jungle. Xin bạn mình đây bây giờ là em Home Speaker 500. Đầu tiên là về thiết kế, nói thật là với một người ưa thích sự tối giản như mình thì thiết kế của em nó là cực kỳ đẹp. Chúng ta sẽ có một khối trụ như vậy và nhìn từ trên cao xuống thì sẽ giống như một hình ellipse. Với phần loa đặt ở dưới chân như thế này thì chúng ta sẽ có hai mặt loa đối xứng nhau. Thiết kế này thì cũng có khá nhiều nhà sản xuất đã áp dụng rồi. Tuy nhiên, Bose đã trang bị cho Home Speaker một thuật toán mới để có thể tận dụng âm thanh phản dội một cách tối đa, cho chúng ta có trải nghiệm giống như là đang sử dụng một dàn loa stereo vậy. Home Speaker được thiết kế hoàn thiện bởi vật liệu nhôm phay xước và có hai màu chính, đó là màu bạc và màu gray. Mình nghĩ đối với một sản phẩm sử dụng cho gia đình như vậy thì có lẽ không quá màu mè và như thế này là đã rất hợp lý rồi. Phía trên các bạn có thể thấy là Home Speaker có một màn hình để có thể hiển thị được bài hát, thiết bị kết nối cũng như là hình ảnh mà bạn đang bật. Phía đỉnh loa như thế này thì chúng ta cũng thấy có khá là nhiều nốt, tăng giảm âm thanh này, kết nối Bluetooth, tạm dừng, tiếp tục hoặc là phát âm thanh từ dây 3.5mm. Ở nút bật tắt Voice Control cũng được sử dụng trợ lý ảo Alexa. Và cuối cùng là Bose cũng cho chúng ta 6 nốt để có thể tự custom, để bạn có thể gán nó cho một bài hát bạn thích, một playlist hoặc là một nghệ sĩ mà bạn đang theo dõi. Có thể nói là Home Speaker mang một thiết kế cực kỳ ấn tượng, cùng với đó là những công nghệ cực kỳ tân tiến. Để có thể điều khiển được em nó thì bạn chỉ cần kết nối với ứng dụng của Bose hoặc là điều khiển bằng giọng nói cũng như là kết nối với Bluetooth. Tuy nhiên các bạn cũng phải xem xét một điều là có thể sử dụng Voice Control ở khu vực của các bạn phải được hỗ trợ cũng như là ngôn ngữ của các bạn vậy. Một điểm đặc biệt nữa là em Home Speaker này có thể sử dụng hoàn toàn độc lập như một chiếc máy nghe nhạc khi mà nó được trang bị kết nối Wi-Fi cùng công nghệ. Bạn có thể trực tiếp nghe nhạc trên các trang web mà không cần phải thông qua một thiết bị trung gian nào hay là phải tải app. Tuy được Bose liệt kê là một trong những thiết bị loa di động sử dụng tại nhà, tuy nhiên trong phần hỏi đáp thì hãng lại nói rằng nó không có pin bên trong. Vậy nên là bạn vẫn sẽ phải sử dụng dây nguồn và điều này phần nào giảm đi sự di động của em nó. Về phần âm lượng thì các bạn nó không phải bàn cãi và suy nghĩ quá nhiều khi đã lựa chọn em nó, bởi vì tầm giá của Bose Home Speaker 500 không ngán bất kỳ thể loại nào. Dù cho bạn có là một người yêu thích EDM, cần một lượng bass mạnh mẽ, hay là một người thích dòng nhạc pop ballad nhẹ nhàng cần nhiều chi tiết cũng như là cần chất âm có sự trau chuốt nhất định thì em nó đều có thể cân một cách dễ dàng. Hơn nữa, với cách thiết kế đối xứng hai bên loa thì bạn còn được trải nghiệm một chất âm stereo cực kỳ lạ cũng như cực kỳ thoải mái để bạn có thể trải nghiệm nó với những bài nhạc 3D chất lượng. Có một điều mà các bạn sẽ để ý là giống như một số mẫu loa nổi tiếng khác rất hay gặp lỗi này, vì dù sao mình nghĩ mọi người cũng thuộc hai dạng, đó là người ưa thích âm nhạc sôi nổi với mức âm thanh cực kỳ lớn và những người thích nghe những giai điệu với mức cường độ âm chỉ vừa phải, thì chiếc loa này không mắc một lỗi chính, đó chính là vỡ âm khi mắc volume. Bose không nói quá nhiều về công nghệ mà nó mang lại. Tuy nhiên, nếu bạn là người khó tính đi chăng nữa thì mình nghĩ đây vẫn là một sự lựa chọn cực kỳ đáng giá với tất cả những gì mà nó mang lại. Và sau khi mà sử dụng một thời gian thì mình nhận thấy là chất âm cực kỳ ổn. Tuy nhiên nó không thuộc dạng lớn lắm nhưng mà vẫn đầy đủ âm cũng như là chất lượng âm cực kỳ xịn sò. Nên mà việc sử dụng dây không có pin trong thì mình hơi khó chịu một chút. Ví dụ như là mình có một buổi họp với gia đình ngoài trời thì không thể mang loa ra được nếu như mà không có ổ cắm ở đó. Và cuối cùng bạn thấy thế nào về chiếc loa này và những gì mà nó mang lại? Với cực kỳ nhiều tiện ích được tổng hợp trong một thân hình có thiết kế sắc sảo, bạn có thể trải nghiệm một dàn loa stereo đúng điệu với khả năng kết nối và nghe nhạc độc lập, chất âm mạnh mẽ và cực kỳ chi tiết của Bose. Và ngoài ra thì bạn có thể sử dụng trợ lý ảo để có thể ra lệnh cho em nó play hay là dừng đúng như ý muốn của bạn.
Và cảm ơn An Tiến Studio đã hỗ trợ mình sản phẩm này để có thể thực hiện bài review cho các bạn. Còn nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.